Thực phẩm tươi sống có thể giúp cải thiện nguồn năng lượng của bạn như thế nào khi chúng ta nói đến sức khỏe? Nếu người khác nói bạn không hề có bệnh, nó không có nghĩa là bạn khỏe mạnh. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, bạn có cảm thấy trong người tràn trề rạo rực sức sống hay không? Từ sức khỏe trong tiếng Anh xuất phát từ chữ trọn vẹn. Bạn phải có một cảm giác trọn vẹn nhất định về cơ thể, tâm trí và năng lượng, cũng như về bản chất cơ bản của sự tồn tại của bạn. Giữa tất cả những điều này đều hài hòa với nhau. Bây giờ khi bạn thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ cảm thấy như vừa mới được sinh ra. Nếu điều này sẽ đến với bạn thì có nghĩa là bạn khỏe mạnh. Một điều đơn giản mà tất cả bạn nữ có thể làm là chỉ cần đưa 40-50% thực phẩm mà bạn ăn là ở dạng nguyên sơ, chưa qua chế biến. Nghĩa là thực phẩm vẫn còn sống, nó phải là một tế bào sống. Nó có thể là rau củ, nó có thể là trái cây, nó có thể là các loại hạt, nó có thể là các loại đậu đã nảy mầm. Ít nhất 40-50% thực phẩm bạn ăn phải còn sống. Bạn ăn thức ăn đã chết và bạn lại muốn sống, điều này hơi khó thực hiện. Bởi vì giờ bạn phải làm sống lại cái đã chết. Khi bạn nấu thức ăn, để tiêu hóa thức ăn, tất cả các nguyên liệu cần thiết cho sự tiêu hóa không chỉ nằm trong cơ thể. Thực phẩm cũng mang theo những men tiêu hóa này. Khi bạn nấu chín thức ăn, bạn đã phá hủy phần lớn các men tiêu hóa này. Khi bạn ăn mà thiếu đi các men tiêu hóa này, giờ đây cơ thể phải vật lộn để tái tạo lại những phần đã bị phá hủy. Rồi sau đó nó mới có thể tiêu hóa. Thường 1 đến 1 giờ rưỡi sau bữa ăn, nó có xu hướng làm cơ thể chùng bước. Sau đó, nó dần dần hồi phục. Các bạn có nhận thấy điều này hay không? Vậy thực phẩm là để cung cấp năng lượng, nhưng mà nó làm lãng phí mất năng lượng trong 1 tiếng rưỡi đầu tiên. Chỉ sau đó nó mới dần dần quay trở lại. Dù cho hệ tiêu hóa của bạn tốt đến đâu, bạn vẫn không thể nào khôi phục lại tất cả những men tiêu hóa mà chúng ta đã phá hủy trong lúc nấu nướng. Chúng ta chỉ có thể hồi phục một phần mà thôi. Nếu hệ tiêu hóa của bạn rất tốt, bạn có thể khôi phục lại khoảng 40-50% những gì đã bị phá hủy. Nếu là một hệ tiêu hóa hơi yếu, tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều. Vậy bằng bất cứ cách nào, nếu bạn ăn thức ăn đã nấu chín, thông thường 50-60% thực phẩm mà bạn đang ăn sẽ bị lãng phí, nhưng cơ thể vẫn phải xử lý nó. Và lượng năng lượng mà cơ thể tiêu hao cũng như mức độ tổn thương mà nó phải hứng chịu là rất lớn. Đậu phộng, đường thốt nốt, hạt kê. Thức ăn mang nhiều ý nghĩa khác nhau đối với nhiều người, nhưng về cơ bản, đối với cơ thể, nó chính là nhiên liệu. Nếu bạn nạp đúng loại nhiên liệu, cơ thể sẽ vận hành theo một cách nhất định. Nếu bạn nạp sai loại nhiên liệu bằng cách nào đó, nó sẽ cố gắng xoay sở. Tôi không bảo bạn nên ăn như thế này, ăn như thế kia. Hãy tự mình thử nghiệm mà xem được chứ. Hãy làm thử xem sao. Tối nay khi về tới nhà, thay vì ăn bất cứ thực phẩm nấu chín nào, bạn chỉ ăn trái cây và xem. Sáng mai bạn sẽ không cần chuông báo thức. Bạn sẽ thức dậy trước khi chuông rung. Và bạn sẽ thấy hai mắt bạn sẽ không dính chặt như thế này. Khi thức dậy, ngay lập tức bạn cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo. Người ta không hề biết đến cảm giác hoàn toàn thư thái bên trong cơ thể họ là như thế nào. 90% số người không hề biết về điều này. Thật đáng tiếc là do bạn đã nạp sai loại nhiên liệu. Bạn có thể giữ cho cơ thể này tựa như làn gió mát. Đơn giản là nó đi phía trước bạn. Bạn không cần phải kéo lê nó theo bạn đến bất cứ nơi nào. Nó phải bay nổi lên trên phía trước bạn. Bạn có thể làm được điều này chỉ cần nạp đúng loại nhiên liệu. World Health Day, ngày sức khỏe thế giới. Lợi ích của thực phẩm tươi: bổ trợ cung cấp nước cho cơ thể, tăng cường sức sống, tinh thần minh mẫn, giảm thời gian ngủ. Chào mừng các bạn đến với kênh Sát Guru Lồng Tiếng, nơi tìm về chính mình.